Chào tất cả các quý vị. Trong quá trình sản xuất vật liệu xây dựng cũng như là cung cấp và hoàn thiện các công trình xây dựng, có rất là nhiều công trình thì chúng tôi hoàn thiện, sau đó là chủ đầu tư cũng như là chủ nhà sửa để bán. Thì cũng có nhiều trường hợp thì cũng nhờ chúng tôi cho lên website, nên là hôm nay tôi bắt đầu là hoàn thiện cái website là aluon.com.vn, tức là chuyên cung cấp các cái thông tin về ngôi nhà đang cần bán ở tại tất cả các quận huyện tại Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và các tỉnh khác trên toàn quốc. Trong quá trình là phát triển thì chúng tôi, nếu mà ai đó mà có nhu cầu muốn bán nhà ấy, thì các vị bình thường thì các vị có thể là đăng lên báo hay là thuê quảng cáo đấy, thì mất chi phí, nhưng mà với chúng tôi thì hỗ trợ đăng hay hoàn toàn miễn phí. Thì khi các vị có nhu cầu đăng bán đấy thì các vị có thể liên hệ theo số là 0982 064 269 đấy, thì chúng tôi sẽ cho lên cái ngôi nhà của mình, cái hình ảnh của mình, ngôi nhà mình đang cần bán cũng là giá của các ngôi nhà, cái ngôi nhà của mình, để từ đó là có những khách hàng có thể tiếp cận mua cái ngôi nhà chúng ta đang cần bán một cách nhanh nhất. Đấy, thì các vị lưu ý là để mà có đăng được cái sản phẩm lên ngôi nhà web của chúng tôi thì các vị không cần phải đăng. Đấy, thì các vị chỉ cần liên hệ 0982 064 269 ấy, thì sẽ có hỗ trợ đăng giúp các quý vị hoàn toàn không mất phí gì cả. Thì đăng lên trang này là hoàn toàn không mất phí. Đấy, thì các vị có hỏi thêm điều gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Thì như ở trên đây là chúng tôi đã cập nhật một số ngôi nhà đang cần bán, ví dụ như ở Long Biên này, Bắc Từ Liêm này, rồi các cái ngôi nhà tiếp theo sẽ bị ở Đông Anh, rồi Gia Lâm này, quận Ba Đình, Hà Nội, Cầu Giấy này. Thì chúng tôi đang cập nhật dần dần. Trong quá trình chia sẻ video như vậy thì các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Các vị hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Thì các vị có nhu cầu mà bán nhà thì các vị có thể liên hệ theo số 0982 064 269, hoặc là những ai mà đang xem video này có nhu cầu mua nhà thì các vị có thể vào xem trong web có hết những cái ngôi nhà mà khách hàng đăng lên để bán nha. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại quý vị ở video mới ạ.